Tâm vụ xe container lao vào cửa hàng đường Nguyễn Thị Thập, quận 7 sáng nay. Đúng là phúc có cái cây trước nhà, cây cứu cả cái nhà anh em. Trong nhà lúc đó có 5 người gồm 3 người lớn, 2 trẻ em ngồi ăn sáng cách cửa chính hơn 2 mét. Sai công tâm.